Chào bà con nha, hôm nay thì bà có con K700, xin bà xin xin giữa khúc bọng nè. Đây khúc bọng là có lỗ giữa này, có khúc bọng mà con. Con này còn khá đẹp nè. Đây cầm taxi còn trắng tươi nè. Taxi còn trắng tươi luôn rồi con, đi số còn trắng tươi nè, không ít xài nè. Tóc mát khá đẹp luôn. Quá trời xanh giờ có lóc luôn. Đầu máy này G65.2 nha. Này quá đẹp luôn nè. Con G65.2 là 8 ngựa nè bà con. Máy quá đẹp bà con ơi. Máy khá đẹp luôn. Đây G65.2 là 8 mắt B nha, 8 ngựa nha bà con. 65.2 là 8 ngựa đó. 2000 hai dòng chim cút. Con này cũng khá đẹp. Con ít chạy nè, bông trắng ít chạy nè con, chăm chăm ít chạy nè. Tươi vậy nè, ít chạy nè. Máy này đẹp. Đây G65.2. Hấp nhớt còn nước còn mất dầu mới chắc. Đẹp lắm, vậy khó rửa một chút đẹp mà con. Lốc cũng đẹp nữa nè. Nguyên bộ rất là đẹp. Rất đẹp mà con. K700 xin giữa cốt bọng. Nó bác còn xanh dần, lốc cũng đẹp rồi con. Ít xài. Đây con xin giữa cốt đặc đây, cốt đặc là cốt này đây. Cái giữa không có lỗ lớn. Con này lóc mà xanh dần. Đẹp, con này đẹp rồi con. Này K700. Xin này là xin giữa. Màu cam xin giữa. Cốt đặc. Này là xin bìa màu xanh. Nó xin giữa cốt bọng. Hai cốt bọng là có lỗ này đây. Còn đây là màu cam xin bìa. Xin bìa là này đây. Đẹp đẹp không bà con ơi. Đây xin bìa là thế này đây, K700 xin bìa chống một trao chứ xin bìa xin giữa thôi, là xin bìa và xin giữa ở đây nè bà con, đây xin giữa nè. Con này cũng khá đẹp nè, K700 K800 đây là K700 K800, 85 là 8 ngựa rưỡi nha bà con. Đây 8 ngựa rưỡi. Con này K700 K65 là 8 ngựa chớ còn bóng hới mà còn ít xài nè, nóc còn xi còn nguyên luôn nè, ô chẳng ít xài, quá là đẹp luôn, nóc lát ở trong còn xanh vậy nè, ít xài nè, máy ở trong lát còn trắng tươi nè, rất đẹp. Alo, nghe này, dạ đúng rồi, chắc chắn. Không 18 là cũng thẳng thôi nè. Không luôn 18 trở lại. Dạ đúng rồi. 13 15 có, không có đề. Tốt chứ, 3.4 mà. Không phải là gì chống xét luôn chứ. Hà Nội mình chưa xa, chăng thì anh gần miền Tây mà lo gì. Em gửi tới Hà Nội ra tới Trung Quốc luôn á. Người mua chịu anh. Anh ở tỉnh nào? Thằng nào cũng ngon hết trơn anh ơi. Quan trọng anh xài lớn nhỏ thôi. Anh xài máy gì rồi? Ủa điện lấy. Ủa điện nó lấy luôn à. Dạ không anh. Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi. Đây, cốt đọt xin bìa. Xin giữa đầy đủ rồi con, K700 đẹp cực kỳ luôn.
Còn có nhu cầu alo 0886356707. Alo nha, 0886356707. Ga 700. Ga 700, ga 85, ga 700, ga R65-2 nha bà con, đầy đủ nha, ga R65-2. Xin bìa xin giữa đầy đủ nha. Quá trời đẹp luôn, con này là khỏi chê à. Đây cầm taxi bóng hới, máy bóng hới chưa xài, con này ít xài nè bà con. Này lên gần tích chạy thử bà con, nó ít xài, nó vô trắng tươi. Mấy cây này cũng mới chát luôn nè. Cỏ ít xài. Nào bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.